để nếm bốn cái chữ hào quang rực rỡ. Nếm nó đi và biết nó là cái gì. Mời quý vị bước vô đây mà xem. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Nhờ các bạn chửi mình á, nhưng mình mới có ngày hôm nay nè các bạn. Chào cho các bạn nhìn trong clip này á, bạn chửi mình nữa đi. Người quên ở tim mình lô ủng hộ mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn. Mình khổ quá, khổ tâm quá.